Các bạn thân mến, tiếp tục cái phần học thành ngữ mỗi ngày. Hôm nay chúng ta sẽ học câu thứ 8. Chúng ta đọc Ta huo quan sheng, có nghĩa là hoàn toàn thắng lợi, hoặc là thắng lợi hoàn toàn đều được cả. Ta huo có nghĩa là thu được cái gì đó rất là lớn. Quan sheng có nghĩa là toàn thắng. Câu này chúng ta dịch là hoàn toàn thắng lợi. Tiếp tục là chúng ta vào cái phần ví dụ của câu. Jing guo chang ji lian xi, wo guo guo zha dai biao dui, zhong yu zài zi ci bì sai zhong, da huo quan sheng. Câu này có nghĩa là qua đợt huấn luyện dài, lâu dài, cuối cùng đoàn đại diện nước ta, đoàn đại diện cho nước ta đã thi đấu lần này đã hoàn toàn thắng lợi. Ở đây chúng ta sẽ phân tích từng chữ, từng từ một. Trình qua có nghĩa là trải qua hoặc là qua. Tráng chi có nghĩa là thời kỳ dài hoặc là một khoảng thời gian dài. Xuyên len có nghĩa là huấn luyện. Của của là nước ta. Của cha là đất nước. Đất nước của chúng ta. Tài biểu tuệ có nghĩa là đoàn đại diện. Của 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 cha tai biểu tuy có nghĩa là đoàn đại diện của nước ta. Trung úy có nghĩa là cuối cùng, kết cục cuối cùng. Ở đây chúng ta có mẫu câu trai gì đó chung. Ở trong lần này có nghĩa là trai. Chưa sự bị sai. Trong cái lần thi đấu này, ở trong cái lần thi đấu này, nếu mà chúng ta dịch sát nghĩa này là như thế. Nhưng mà chúng ta có thể không dịch cái từ ở đây mà chúng ta nói là lần thi đấu này, chưa sự tỷ sai lần thi đấu này. Nhưng mà cái mẫu câu này có nghĩa là ở trong cái khoảng thời gian, trong cái đợt thi đấu thì người ta cũng thể dùng từ trai chung. Đây là mẫu câu trai chung. Ta huo quan sheng có nghĩa là thắng lợi hoàn toàn, giành được thắng lợi hoàn toàn. Chỗ này chúng ta dịch là giành được thắng lợi hoàn toàn. Ta huo quan sheng. Chúng ta đọc lại một lần nữa này. Jing guo chang ji xun lian, wo guo guo zha dai biao dui, zhong yu zai zhe ci bi sai zhong, ta huo quan sheng. Chúng ta đọc lại một lần nữa này. Jing guo chang ji xun lian, wo guo guo zha dai biao dui, zhong yu zai zhe ci bi sai zhong, ta huo quan sheng. Tiếp tục chúng ta sang câu ví dụ thứ hai. Ta zui jin zai si jie tai quan sai zhong da huo quan sheng, wei guo zha zheng ju dao bu shao rong yu. Câu này dịch là gần đây anh ấy đã giành chiến thắng giải taekwondo thế giới, mang về được rất nhiều danh dự cho đất nước. Chúng ta sẽ phân tích từng từ, từng cụm từ như sau. Zui jin là gần đây. Zai si jie tai quan sai zhong có nghĩa là đợt, trong cái đợt thi đấu taekwondo thế giới. Si jie là thế giới. Tai quan, tai quan có nghĩa là tai quan có nghĩa là taekwondo, sai là
thi đấu. To Hua Chuan Sheng là hoàn toàn thắng lợi hoặc là đạt được thành tích. Wei Guo Zha Zheng Ju Dao đã đạt được cái Zheng Ju này có nghĩa là đạt được, đoạt được. Bù Sảo Dũng Duy có nghĩa là không ít danh dự, không ít các cái niềm tự hào, không ít niềm vinh dự về cho đất nước. Wei của cha, đây chúng ta có mẫu câu là Wei Zheng Ju Dao, có nghĩa là đã giành được cho đất nước. Wei của cha Zheng Ju Dao cái gì đó, đúng không? Ví dụ chúng ta ở đây là đã giành giành được cái huy chương vàng cho đất nước, ví dụ Wei của Hua Zheng Ju Dao na ge Jin Pai Jiang. Jin Pai Jiang có nghĩa là cái giải thưởng huy chương vàng cho đất nước. Ở đây chúng ta có thể thay vào cái chỗ của cha này, ví dụ như đạt được cho ai đó, hay là đạt được cho gia đình, hay là đạt được cho làng, cho xã, cho tỉnh, chúng ta có thể thay vào chữ của cha này. Tiếp tục chúng ta sang câu thành ngữ thứ 9. Mính lìa chén máu. Ở chỗ này chúng ta có thể dịch nó là đỗ đầu bảng, hoặc là giành được giải nhất, hoặc là ngày xưa người ta có thể nói là bảng vàng đề tên ấy. Mính lìa chén máu. Chén máu là đầu của cái mũi giáo. Mính lìa là tên được đè vào, được liệt vào đầu tiên ấy. Ở đây chúng ta có ví dụ như sau. Lào sư thí xỉn đa gia, suy rán của mân chai cơ sang bị sai chung, chẳng mình lia chén máu, tàn nhẹ phụ khở, phụ khở y giao ao, yên uy giao binh bị bại. Ở đây chúng ta có rất nhiều các cái từ và các cái cụm từ mới. Thí xỉn ở đây nó nghĩa là nhắc nhở. Nhắc nhở chúng ta thì cũng có thể dùng từ thí xỉn. Ta cha là mọi người, lão sư là thầy giáo. Suy rán của mình trai cơ sang bị sai chung, có nghĩa là nhắc nhở mọi người, mặc dù là trong các cái cuộc thi miếng nia chén máu, tức là tên đã được ghi trong đầu tiên, tức là giành giải nhất. Tan có nghĩa là nhưng, nhẹ phủ cửa treo ao, nhưng không được, treo ao là kiêu ngạo. In way là bởi vì treo ping pi pai. Câu này có thành nghĩa là treo ping pi pai, có nghĩa là âm Hán Việt có nghĩa là kiêu binh bất tất bại, có nghĩa là một người chiến sĩ mà kiêu ngạo thì chắc chắn sẽ bị thất bại. Nên một người chiến sĩ ở đi chiến đấu thì không được quá kiêu ngạo đó. Tức là ý nói rằng là cái người mà thành công ấy thì không lên nên 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 kiêu ngạo, sẽ không thành công. Rồi tiếp tục ở đây chúng ta có câu chia chia tú su hẳn rân chân in chữ mày chữ